Trung Kiên Audio xin kính chào tất cả các quý vị anh chị em đang đến với buổi giới thiệu sản phẩm của Trung Kiên Audio ngày hôm nay. Hôm nay em lên sóng giới thiệu đến tất cả các bác và toàn thể anh em một cái cặp loa của hãng Tech, loa phiên bản loa đồng trục anh em nhé. Model của cặp loa là Tech S300 Neo. Đây là một dòng loa vô cùng cao cấp của hãng. Cặp loa này em về thì hình thức của nó còn đẹp đến khoảng 90% anh em nhé. Có một vết, một hai vết xước sát rất nhẹ thôi, không đáng kể. Tí nữa em sẽ quay chi tiết cho các bác và anh em mình xem cụ thể với chi tiết anh em nhé. Đấy, em xin phép đo qua cái kích thước của cặp loa trước. Cái căng này của nó là nó có 5 châm anh em nhé. Anh em cứ đặt vào rồi tự động nó hút vào, anh em đặt lệch nó cũng hút vào chuẩn. Đấy, anh em đặt lệch nó cũng sẽ hút vào chuẩn. Đấy, không hề hút lệch. Đấy, 4 vị trí 5 châm nó thiết kế ở 4 góc rồi. Đấy, tự động hút vào, không đặt lệch luôn. Đây em đặt lệch cái này nhá, nó vẫn vào chuẩn luôn. Đấy, nó chỉ có vào một vị trí duy nhất thôi. Đó, em xin phép đo qua cái kích thước cho anh em nhé. Chiều cao của thùng loa của nó chính xác là 24 cm, 24 cm. Chiều rộng của thùng loa của nó là 19, và chiều sâu tính cả e căng của nó sẽ là 22,5, nếu tính cả cái rác nó nhô ra, nói chung là khoảng 23 cm với chiều sâu nhé. Con này bát của nó em xin phép đo từ vị trí bát ốc của nó là bát 14, tính từ vị trí bát ốc. Đây là dòng loa đồng trục chép vào bát nha. Loa của nó là loa vân vải, rất mềm luôn, còn rất mềm. Chất âm thì vô cùng hay. Đó, chất âm vô cùng hay. Bây giờ thì em sẽ tiến hành là mời các bác và anh em mình trải nghiệm một chút xíu với chất âm nhé. Tí nữa em sẽ quay qua hình thức và sẽ có báo giá với tất cả các bác và anh em. Em xin nhắc lại, cặp loa này em sẽ để một mức giá cực kỳ là tốt với anh em, sẽ thấp hơn giá thị trường, đang bán khoảng 2 triệu đồng. Đó, bây giờ thì em sẽ tiến hành là đi test âm cho các bác và anh em mình. Các bác chờ chút xíu nhé, để em cân chỉnh lại cái máy quay cho nó hợp lý. Rồi, em sẽ test một cái bản nhạc dân ca. Anh em chờ em nhé, để em cho về, cho nhạc về đã. Ok anh em. Quảng cáo của YouTube xin lỗi anh em nhé, để em chuyển qua. Dần em khương
hoài. Em nhớ ngày, em nhớ đêm, dần mà thương chảy lòng em đỏ, thương mà dần dễ gì đã có. Em chỉ tìm thấy ở mình thôi. Một nắng hai sương đuổi trời nắng đất, bao vất vả bàn tay em lo hết. Nhưng đổi thay mình dần dễ gì đã khó. Em chỉ tìm thấy ở mình thôi. Mình xa nhau nghe câu dân ca, dần mà thương sao mà giá diệt thế. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video quay test của Trung Kiên Audio. Bây giờ thì em sẽ tiến hành là đi quay qua cái hình thức cho các bác và toàn thể anh em mình, và sẽ chỉ ra một số các cái điểm nó chưa thực sự được là hoàn hảo với cặp loa bãi này, để cho các bác và anh em mình tham khảo và cân nhắc trước khi đặt hàng nhé. Ok, em sẽ quay chiếc loa đầu tiên. Đây, em sẽ quay mặt trước của nó. Dòng này bát 14 anh em nhé. Công suất của hai loa nó là 200W hai loa, trở kháng là 6 ohm. Loa được sơn với cái hình thức là sơn piano bóng. Đấy, rất đẹp các bác nhé. Vị trí nào mà có xấu thì em sẽ ngay lập tức em chỉ tay cho các bác. Thế còn bình thường em sẽ không chỉ tay. Một chút xíu cực nhẹ, một vết xước cực nhẹ ở đây anh em, em quay sát để anh em thấy không ạ? Rồi, cực nhẹ ở đó. Phía sau là đẹp anh em nhé. Đây, công suất được ghi rõ là 100W một loa, 200W một cặp và trở kháng là 6 ohm. Ok, các vết nào mà xước xát thì em sẽ bảo các bác luôn. Rồi, cạnh bên này là đẹp anh em. Rồi em quay đến trước thứ hai. Mặt trước là cũng là đẹp, ok. Một vết cực nhẹ, vết cấn cực nhẹ, đây em quay sát cho các bác xem. Ở dưới góc ở chân chỗ này, đây. Nếu như các bác mình mà có cái sơn đỏ ấy, mình chấm nhẹ một chút xíu vào đây thì nó sẽ không lộ đâu anh em nhé. Đấy, cực nhẹ ở đây. Đây, à không phải, đây là con muỗi nó bám vào. Đây, một vết cấn cực nhẹ đây. Đấy, nếu mình có sơn đỏ mình chấm vào đây một tí thôi là cũng sẽ không bị lộ nhé. Đấy, vị trí nào có xấu em chỉ đúng không các bác ơi. Còn bán hàng thì cam kết là trung thực và công khai, chứ không hề giấu giếm bất cứ một cái gì cả. Đặc biệt là với những con cao cấp như này thì cũng phải quay cẩn thận cho các bác xem. Đây, một cái vẹt nhé, nó có một cái vẹt xước hơi nhẹ đây nhé. Đấy, nó chạy theo cái đường em chỉ tay. Đấy, nó chấm kiểu như này, lốm đốm như này nhé. Đấy, đấy là một cái khuyết điểm của nó ở cái cặp loa này. Rồi, còn mặt sau của nó em bảo bao đẹp rồi các bác nhé. Rồi, ok. Nói chung một con hàng bãi mà đẹp đến như này em đánh giá cũng ok. Vì các cái dòng loa bóng như này về thì đa số là nó bị xấu lắm, bởi vì nó do vận chuyển ấy. Bên vận chuyển người ta không giữ gìn cho mình đâu, người ta vận chuyển rất chi là, thậm chí người ta còn ném còn xếp sát cái nọ cái kia, vận chuyển nó xô xếch lắm. Ok, với cặp loa này thì cũng nếu như các bác nào mà mình chưa có kinh nghiệm mua hàng thì em cũng xin phép được nói giá luôn là cặp này thiên là anh em trên thị trường đang bán giá dao động nhé, giá dao động từ 7 đến 8 triệu. Và nói chung là đã nói thì cũng phải có nói có sách, máy có chứng, người ta đã bảo rồi. Thì em sẽ xem hai, em đã tìm hiểu và search trên mạng được hai cái shop họ bán. Đây em sẽ cho các bác cái mức giá mà người ta đang bán. Em cũng xin phép là che lại cái phần thông tin của người bán nhé, để cho anh em người đã kinh doanh vì không vi phạm vào cái kinh doanh của người ta.
thì em sẽ không để cái tên người bán và số điện thoại người bán. Em chỉ giới thiệu cho các bác xem người ta đang bán như thế nào thôi. Đây nếu như các bác tìm kiếm cũng sẽ ra đây giá của nó đây. À, một shop đang bán, họ đang bán 15 triệu. Giá này là người ta bao gồm một cái chân kê nhé, một cái chân kê đẹp. Đấy như kiểu chân em kê, tất nhiên chân của em không bằng chân của người ta được. Đấy. Đấy là người ta bán cả chân kê thì nó là 15 triệu nhé. Đấy, thế còn một shop khác họ bán đây, cặp này màu đen. Và một shop họ đang bán giá nó là 8 triệu nhé. Đấy. Người ta xa le còn 7 triệu này. Đấy, 8 triệu và người ta xa le còn 7 triệu. Đấy là giá thị trường. Nó dao động từ 6 đến 8 triệu tùy hình thức nhé. Đấy. Thế thì em cũng giới thiệu qua, còn phần thông tin bán hàng em không phép không để bịt lại rồi. Không ảnh hưởng cũng không vi phạm đến anh em bán hàng vì cái đấy thì cũng tôn trọng anh em thôi. Đấy em nói để cho các bác có thể biết, nếu các bác nào mà lười tra nhé, các bác cứ tra trên mạng thì sẽ ra mức giá thị trường nó bán rất là cao với những cặp loa tích cao cấp này. Chất âm của cặp này thì nếu như các bác vừa nghe, nếu như anh em nghe qua cái tai nghe mà tai nghe của mình chuẩn thì mình có thể cảm nhận rõ được cái chất âm chép của nó, giải chép lên cực kỳ là cao, giải mid rất sáng và đặc biệt giải bass của nó xuống âm trầm rất là sâu. Đấy, nói chung là loa đều ba giải đánh rất hay. Anh em nào đã từng chơi những cặp loa của hãng Tech, đặc biệt là con Tech cao cấp mà loa đồng trục, thì anh em đã biết là cái chất âm của nó hay đến như thế nào. Cách đây khoảng mấy tháng em đã từng bán một cặp loa Tech rồi, cặp đấy thì nó ở phân khúc thấp hơn. Đấy, tiếng của con này thì nó hay hơn rất nhiều so với cặp loa Tech em đã bán cách đây vài tháng. Đấy, mà giá của nó cũng chỉ chênh một khoảng 1-2 triệu thôi. Xin phép vừa giá tất cả các bác và toàn thể anh em cặp loa Tech Snell, xin lỗi các bác, em kiểm tra model của nó là Tech S300 Neo nhé, Tech S300 Neo. Đó. Ngày hôm nay Trung Kiên Audio để với các bác với mức giá cực kỳ là ấn tượng. Cặp này em bán với giá là 5.900.000 đồng. 5.900.000 đồng đã bao ship cho các bác rồi nhé, đã bao ship cho các bác rồi. Đấy, 5.900.000 đồng. Anh em đặt loa thì liên hệ với số điện thoại của Trung Kiên Audio là 0975 575 262. Với những cặp loa cao cấp như thế này thì em không bắt các bác phải chuyển khoản đủ ngay. Nếu như anh em nào mà mới biết đến Trung Kiên Audio, anh em có thể chuyển cọc cũng được, không sao. Anh em vui lòng chuyển cọc cho em là 600.000 với cặp loa này thì em sẽ gửi hàng cho các bác và các bác thanh toán nốt số tiền còn lại. Còn phí ship em đã lo cho các bác rồi nhá. Còn nếu anh em chuyển khoản đủ thì càng tốt, cũng không vấn đề gì cả. Anh em nhận hàng thì là xong. Đấy, thì không phải trả thêm cái bất cứ cái chi phí nào nữa. Đấy, cái đấy thì tùy anh em nhé. Đấy, còn anh em nào đã tin tưởng, đã biết đến Trung Kiên, đã mua sản phẩm đến Trung Kiên rồi, anh em hoàn toàn có thể chuyển đủ luôn để cho nó nhanh. Còn nếu các bác chưa biết, các bác cứ chuyển cọc cho em sẽ gửi hàng. Cọc là 600.000 đồng nhé. Mọi chi tiết liên hệ anh em liên hệ với số điện thoại của Trung Kiên Audio em để trên tấm biển là 0975 575 262. Em xin nhắc lại số điện thoại Zalo 0975 575 262. Vâng, địa chỉ của em thì ở tại là địa chỉ là xóm Thông, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên nhé. Để nếu như anh em nào chưa biết hoặc anh em nào ở Thái Nguyên thì có thể trực tiếp qua xem loa và mua hàng. Rồi, em xin kết thúc video test tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác theo dõi hết video test. À đây, để em chưa nói đến cái căng của nó còn rất đẹp anh em nhé. Em quay luôn cái căng của nó. Đây, cái căng của nó còn rất đẹp luôn, lành lặn nhá. Đây chiếc thứ hai đây, đây nó có 5 châm hút rồi. Chiếc thứ hai cũng rất là đẹp anh em nhé. Nói chung cái căng này bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, mình chỉ cần đặt nó lên là nó tự nó cao thôi, không cần phải lo lắng về vấn đề nó lệch hay cái gì cả. Nó sẽ thử đúng vị trí của nó. Rồi xin cảm ơn tất cả các bác và toàn thể anh em.